Hai các bạn, ngày hôm trước thì mình vừa mới chấm một cuộc thi MC và một trong những điều mà mình nhận xét nhiều nhất cho các bạn tham gia dự thi là về giọng nói. Và trong quá trình dạy cũng như là làm vlog thì mình thấy rằng có rất là nhiều bạn quan tâm là làm thế nào để có một giọng nói hay. Tuy nhiên khi mà mình hỏi ngược lại với nhiều bạn là vậy thì em nghĩ rằng yếu tố gì khiến giọng của em chưa tốt hay là chưa hay? Em nghĩ rằng là giọng của em có vẻ là đều, giọng của em chưa được thu hút hay là giọng của em chưa ấn tượng với người khác. Chung như vậy thì rất khó để chúng ta có thể sửa giọng. Nếu như các bạn hỏi mình là giọng có thể cải thiện được không thì mình cũng xin khẳng định là giọng nói hoàn toàn có thể cải thiện được. Nhưng mà chúng ta đừng ao ước rằng giọng của mình phải như cô ấy, giọng của mình phải như anh kia, giọng của mình phải giống MC này. Bởi vì mỗi người thì có một đặc điểm giọng nói khác nhau. Tuy nhiên chúng ta có thể trở thành phiên bản giọng tốt nhất của chính mình. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là những vấn đề nào khiến giọng của bạn chưa hay. Đầu tiên thì chúng ta hãy thử lấy ví dụ đi. Bạn hãy nghe giọng nói này và xem là cần cải thiện điều gì. Đó chính là các cụ ngày xưa đó câu đúng không ạ? Chim khôn chim đậu trên cành, trai khôn trai trọ thấy cành lái xe. Mắt nhìn mũi ngửi tai nghe, tay ôm bánh lái, chân ghè đạp côn. Từ sáng sớm cho đến buổi hoàng hôn là mỗi khi xe chạy là tâm hồn mê say. Có một số điểm sẽ cần sửa, ví dụ như là ngọng NL này, ví dụ như là phương ngữ này, ví dụ như là việc nói đều, ít có điểm nhấn nhá hay là chưa thể hiện được cảm xúc nhiều trong giọng nói của mình. Và với rất là nhiều bạn thì có những bạn sẽ gặp combo rất là nhiều vấn đề, có những bạn thì gặp một hai thứ. Và bây giờ hãy xác định thật rõ xem vấn đề bạn đang gặp phải đó là gì. Đầu tiên có thể chính là từ hơi thở của chúng ta. Nếu như bạn không có hơi thở tốt thì rất dễ là bạn nói nhiều sẽ bị mệt này, bạn nói nhiều sẽ cảm thấy là mất sức này, và chúng ta thường là thiếu điểm nhấn, nói nhanh liền tù tì. Ở đây bạn đang nghe giọng của mình như thế này, nhưng nếu như mình nói bằng cái giọng mà đuối hơi hơn thì các bạn nghe thử nhé. Ví dụ như mình nói giọng như thế này chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy rằng là vẫn là giọng của mình nhưng mà hơi thì yếu hơn rất là nhiều. Và khi mà nói giọng như thế này thì cũng đồng nghĩa với việc là mình ít có điểm nhấn hơn, nói đều. Các bạn thấy không ạ? Có rất là nhiều điểm khác biệt khi mà cột hơi của chúng ta thay đổi, độ chắc của giọng khác, độ tin cậy của giọng chúng ta cũng khác, cũng như là những điểm nhấn của chúng ta cũng sẽ khác luôn. Bởi vậy nếu như các bạn đang muốn luyện giọng thì một trong những yếu tố phải quan tâm đó chính là tập lấy hơi, tập thở. Tiếp theo sẽ là liên quan tới việc khẩu hình. Các bạn đã từng nghe tới những từ là tròn vành rõ chữ chưa ạ? Đó không chỉ là yêu cầu trong ca hát mà ngay cả việc mà chúng ta giao tiếp và nói hàng ngày. Khẩu hình của chúng ta được tạo ra, bạn sẽ thấy miệng của chúng ta mở theo những nguyên âm. Mình nói từ mở, âm của mình sẽ là ơ, bạn thấy không ạ? Ơ, mở, ơ, mở. Đó, hay là ô hô, ô hô. Khi mà chúng ta ghép phụ âm vào thì miệng của chúng ta cũng mở theo nguyên âm. Và nếu như mà chúng ta đang bị nói bẹt thanh này, nghe giọng bè bè này, và cả những bạn nói phương ngữ nữa, thì thường chúng ta cũng sẽ gặp vấn đề về việc là khẩu hình của chúng ta mở chưa đúng, chưa tròn. Và chúng ta có thể lựa chọn bài tập dựa trên nguyên âm của tiếng Việt, đó là U, E, O, A, I. Đọc đúng các nguyên âm đó thật tròn vành rõ chữ. Và kèm theo việc là chúng ta hãy lấy hơi thật chắc. Ví dụ O, A, I. Để làm sao chúng ta sử dụng được hơi thở của mình và chúng ta nói to, rõ, đúng khẩu hình của từng nguyên âm tiếng Việt. Và nếu như mà các bạn để ý là ai mà bị phương ngữ, thông thường các bạn rất dễ rơi vào âm E và âm Ơ. Ví dụ nếu E thì có thể là các bạn sẽ pha thêm I ở đầu, ví dụ như là yeah. Hay là nếu như các bạn bị âm ơ thì ví dụ như mình nói là đi chợ thì sẽ thành là đi chợ. Khi mà chúng ta phát hiện ra những âm cụ thể chúng ta bị sai thì đừng quên việc là chúng ta hãy đọc riêng từng chữ đó trước khi mà chúng ta ghép thành từng từ, ví dụ như là mẹ em hay là đi chợ. Và sau đó thì chúng ta mới ghép vào câu ngày hôm nay mẹ em đi chợ. Và hãy để ý xem là những cái âm đó mình đã phát âm chuẩn chưa. Hãy học cách bắt chiếc, hãy nghe được những người phát âm chuẩn và mình tập theo họ, cũng như là để ý xem là khẩu hình của họ lúc đó mở như thế nào để dần dần mình tập luyện theo. Bây giờ thì chúng ta đều có smartphone rồi, rất đơn giản, hãy mở phần mềm thu âm lên, thu lại âm của mình và sau đó tập hàng ngày. Hãy nghe xem là sự cải thiện như thế nào, hoặc nếu không thì bạn có thể nhờ ai đó nghe chuẩn và có thể sửa giúp bạn hàng ngày. Nếu như bạn muốn sửa giọng thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần thời gian. Phương ngữ thì chúng ta nên sửa dần dần để cảm thấy rằng giọng của mình chuẩn hơn, tự tin hơn khi nói trước mọi người. Nhưng một lỗi thì mình nghĩ rằng là cần sửa ngay, sửa gấp, sửa càng sớm càng tốt, chính là ngọng.
Bởi vì nếu như phương ngữ ở địa phương của bạn thì vẫn là tiếng của vùng đó, mọi người nói chuyện với nhau theo cách đó. Còn nếu như ngọng thì tức là bạn đi đến đâu, đến địa phương nào thì cũng là ngọng. Và mọi người gặp các trường hợp là ngọng NL, tức là N thấp thành L cao và L cao thành N thấp. Có rất là nhiều cách để chúng ta luyện NL, nhưng chúng ta sẽ phải để ý cách đặt lưỡi và thả lưỡi khi chúng ta nói N và L có những điểm khác nhau. Khi chúng ta nói N, bạn sẽ thấy lưỡi của chúng ta sẽ phải dùng một chút lực trước khi thả xuống. Còn L, bạn sẽ thấy lưỡi của chúng ta rơi tự do và không tốn một chút sức hay là điểm dấn nào để chúng ta đẩy xuống cả. Và cái cảm giác là khi nói L sẽ nhanh hơn là chúng ta nói N, đúng không ạ? Hãy tập với những câu NL kinh điển. Ví dụ, lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng, hay rất là nhiều những câu khác. Lúc đầu thì hãy đọc thật chậm cho thật chuẩn. Sau đó chúng ta đẩy dần tốc độ lên và dần dần hãy học cách làm sao mà trong giao tiếp hàng ngày chúng ta áp dụng và cố gắng tránh sai sót nhiều nhất có thể. Bởi vì giọng của mình nói mấy chục năm trời rồi, không thể ngay lập tức mà chúng ta sửa ngay được, nhưng chắc chắn là ngày qua ngày sẽ được cải thiện hơn. Đó là những cái vấn đề mà khá là cơ bản và ngay lập tức bạn có thể nhận thấy. Nhưng sẽ có nhiều người chúng ta không gặp vấn đề về giọng to bé, chúng ta cũng không gặp vấn đề về phương ngữ hay là NL. Thì lúc đấy thực ra để sửa chúng ta lại càng cảm thấy khó khăn hơn. Bởi vì nghe tưởng như không có vấn đề gì cả, nhưng lại không thấy hay, lại không thấy ấn tượng, lại không thấy thu hút. Ví dụ, một người nói rất là nhanh và đều đều như thế này, chúng ta cứ nói liên tục, không có ngắt, không có nghỉ, không có nhấn, không có nhá, thì rõ ràng là mọi người nghe một lúc mọi người cảm thấy rất là mệt và mọi người cảm thấy rất là khó tập trung. Và chúng ta nói thì chúng ta cũng có cảm giác là chúng ta không có những cái điểm đưa đẩy cảm xúc gì cả. Bạn nghe vừa rồi có thấy mệt không? Mình cũng thấy rất là mệt. Và ngày xưa thì đúng là lúc nào mình cũng bị áp lực nói như vậy. Và rồi mình nhận ra rằng chúng ta ai cũng sẽ cần có những khoảng nghỉ ngơi, người nói cần nghỉ và người nghe cũng cần nghỉ. Bởi vậy chúng ta sẽ cần có những điểm ngắt ý, ngắt câu để chúng ta lấy hơi, để chúng ta có những điểm nhấn nhá và để chúng ta có thể thể hiện được cảm xúc của mình trong giọng nói. Bởi vậy nếu như bạn đang nói nhanh, nói trôi tuồn tuột thì hãy chậm lại một chút để từ đó chúng ta dần dần điều chỉnh lại tốc độ cũng như những điểm nhấn trong giọng nói của mình. Một điều nữa đó là cao độ. Đôi khi là chúng ta muốn nói trầm ấm chẳng hạn, nhưng giọng của chúng ta xuống trầm quá thì lại bị mờ. Ví dụ như bạn hát quá thấp, bạn sẽ không nghe thấy gì cả. Hay có những lúc mà chúng ta muốn thể hiện là cái sự vui vẻ hoạt náo, bạn nói rất to và rất cao, nhưng mà bạn với không tới và cuối cùng giọng bạn bị quát và chua lét. Ví dụ như là Bạn Anh ơi, bạn nghe có bị khó chịu không ạ? Hoặc là nếu như mình muốn nói thấp là và ngày hôm nay chẳng nghe thấy gì cả. Bởi vậy chúng ta sẽ cần phải căn xem giọng của mình là trầm nhất có thể xuống đến đâu và cao nhất thì lên tới đâu, để từ đó chúng ta điều chỉnh chỉ trong cái khoảng đấy thôi. Nếu như cao quá sẽ bị chói, nếu như thấp quá sẽ bị khó nghe. Bởi vậy hãy khám phá cung bậc giọng nói của mình để từ đó chúng ta dễ dàng sử dụng nhất. Và khi mà bạn đã nhận định ra lỗi của mình là gì, hơi thở hay là phát âm hay là về nhấn nhá ngắt nghỉ hay là về thể hiện cảm xúc, từ đó chúng ta sẽ tìm cách để khắc phục từng lỗi một. Ngoài ra thì bạn còn gặp vấn đề gì trong giọng nói hay không? Có thể chia sẻ với mình ở phía dưới. Hoặc nếu như bạn đang cảm thấy giọng của mình không tốt mà vẫn chưa nhận ra vấn đề của mình thì có thể gửi cho mình một cái phần thu âm giọng nói của bạn thông qua inbox của fanpage Vân Anh Tập Lái hoặc là tên là MC Trịnh Vân Anh. Mình sẽ nghe và chỉ cho các bạn vấn đề chúng ta đang gặp phải là gì. Khi mà chúng ta đã có thể bắt bệnh được rồi thì chúng ta sẽ có liệu pháp để chữa trị cho nó và có một giọng nói hay hơn. Trong video sau thì mình sẽ chia sẻ cụ thể với các bạn làm thế nào để chúng ta có một giọng nói hay.